Hello anh em, buổi trưa ấm áp. Hôm nay shop của Tùng 67 cũng dễ thương nhất Sài Gòn. Review cho anh em ba ga sau MD ha, gắn cho 67. Rồi xin mời anh em xem video ha. Shop vừa về được mấy cái ba ga MD. MD với cúp FI. Nói chung cái hàng cúp FI này gọi là cái nói chung là khá là hot. Thằng cúp FI nè. Nhưng mà đây chút quay sau cho anh em xem ha. Bây giờ là trước tiên là quay cái ba ga MD úp cho ông anh này. Xe ông anh này đẹp lắm. Đó, đi rồi quậu chưa? Đó. Khá là quậu ha. Thì bây giờ cái mình sẽ chế bát cho ông anh này gắn lên xe. Đó, gắn lên 67. Dán khá là ngầu. Đó. Một cái ba ga này là 600.000. Cái yên là 150. Yên CD ha, yên CD rồi 150 một cái. Đế sắt nha anh em, đế sắt nha. Chứ không phải đế nhựa nha. Đế nhựa thì mới ngon. Đó, 150 một cái. Hai cái nó hai món này là 600 với 150 là 750, cái combo yên rời của thằng MD là 150 ha. Đó, 700 là 600 là 750. 750 chưa bao gồm phí ship ha. Đó, anh em thấy cái dáng xe ok không? Đó. Mai sắp về được mấy cái ba ga MD đẹp. Rồi sẵn dọn cho ông anh này review cho anh em luôn. Đó, dáng xe khá là cứng ha. Yên rời khá là cứng. Đó, anh em xem, những anh em ở xa xem thì đó, con cái dáng xe này có thích không ha. Rồi bây giờ qua tới ba ga cúp FI. Cái ba ga này khá là hot. Thì hôm nay shop về được 5 cái ba ga cúp FI. Được có một cái, hai mấy cái, ba cái pha đèn của cúp FI. Nói chung là dịch Covid này về hàng khá khó khăn. Cái này gắn đi cúp, cái này đi kiển cũng được, đi chơi cũng được nha anh em. Cái hàng cúp này là mình đi kiển được nha, đi chơi cũng được ha. Rồi, về được mấy pha đèn, mấy pha đèn cúp FI với ba ga FI. Đó, hàng là bao đẹp, bao anh em là hàng nước xi đẹp, ha, nước xi dinh đẹp. Đó, anh em nhìn nè. Đó, lấy mấy cái pha đèn cúp FI cho anh coi nha. Đó, anh em nhìn nè. Giá một cái ba ga là 700.000 anh em ha. Đây. Đó, khá đẹp. Đó, nước xi nè. Hàng zin mà nước xi nó vậy nè, ở dưới nó vậy nè anh em thấy không? Khá là đẹp. Đó. Cái FI này, cái ba ga, cái FI này nó hot đó là tại vì nó cái ba ga nó đẹp. Anh em chơi chở đồ cũng được, mà đi đẩy chạy kiển cũng được, cũng đẹp nữa. Chắc chắn. Đó. Đó. Giá của em nó là 700.000 chưa phí ship ha. Đó. Rồi anh em nào mà cần thì có liên hệ với shop ha. Số điện thoại của shop là 0908 00 0708 ha. Địa chỉ của shop là 121 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. Đó. Bên shop là có ship code ha. Nhận hàng thanh toán, được kiểm tra hàng rồi thanh toán. Phí ship là bên mua chịu. Rồi, ba ga cúp FI 700, ba ga MD 600.000. Đó anh em hả, thấy cái dáng xe không? Cái ông anh này ông nhờ đem qua nhờ shop lấy ba ga với yên. Giờ là shop chế bát này. Anh em lưu ý nha, cái ba ga MD mà gắn cho 67 là mình về mình phải chế bát nha. Đó, còn chế thì sao thì tùy anh em, tùy mỗi người mỗi chỗ mỗi chế. Đó, nhưng mà tại vì này là shop chỉ để gá thôi, nhưng mà khi mà lên xe là nó phải bằng với cái này luôn, phải chế mình sẽ chế bằng luôn, bằng cái yên, nó bằng cái chữ Honda, nói chung là nó cao lên tí, mình để xong để review cho anh em một lần nữa, cho anh em coi shop chế làm sao ha. Nói chung là cái này là có nhiều anh em chế rồi, chứ không phải là mới đây, tại vì nếu mà nói với anh em đi tour 67 thì thường nha anh em thả cái ba ga rồi ở ngoài dẹp, gắn cái ba ga MD lên để chở đồ cho nó dễ á.
không có bị chật. Đó, dán xe khá là cứng anh em ha. Dán xe khá là cứng. Rồi. Thôi cảm ơn anh em đã xem video ha. Anh em nào mà cần Baga MD hoặc là cúp FI thì cứ alo cho shop ha. Số điện thoại của shop là 0908000708 ha. Nhắc lại giá cho anh em lần nữa là cúp MD là 600.000, chưa bao gồm phí ship. Còn cúp FI là 700.000, cũng chưa bao gồm phí ship. Bên shop là có ship code, nhận hàng thanh toán, được kiểm tra hàng rồi thanh toán ha. Phí ship là bên mua chịu. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Bye bye anh em, buổi chiều map. Chúc anh em luôn hạnh phúc, vui vẻ ha. Bye bye anh em. Chỉ chấm cho nó dính cái cốt thôi, xong rồi mình rút cái ba gai ra lại, xong rồi mình chế, xong rồi mình chấm cho dính thôi. Chơi giao lưu học hỏi các anh em bật tiền bối chơi xe, đang với phường là tầm thường nha anh em, đây mới chính là thiên đường. Đây, bật tiền bối giao lưu. Ngon lành. Đó, bà ra xe mà đây em chế xong rồi nè. Đó, ok chưa? Anh em thấy ok không? Đó, nghe nè. Ok ha. Có đầu hở đàng hoàng. Đó, có đầu hở ha. Nghĩa là mình mở hang ốc này ra, nghĩa là chế cái bát này là mình mở hang ốc này ra. Đó, mở ốc này ra. Đó. Ngon lành. Đó, đây là video để cho những anh em ở xa xem ha, xe 67 bắt Baga MD cho những anh em đi tour chở đồ ha. Đó, hay ngắn rồi, ngon lành anh em ha. Rồi, đây là xe của ông anh này, mấy ông anh ở xa tới dọn. Rồi, đây này là xe bán. Một buổi trưa ấm áp tại shop quần dễ thương nhất Sài Gòn, shop phụ tùng 67 quần dễ thương nhất Sài Gòn anh em ha. Anh em nào cần những món gì thì có liên hệ với shop ha, hoặc là cần shop review những món gì thì bình luận ở dưới để shop review cho anh em, những anh em ở xa xem ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video ha. Bye bye anh em, một buổi trưa ấm áp. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho shop ha, để được cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em. Đó đó, anh em thấy cái chữ đăng ký không? Đó, bấm vô, bấm vô xong rồi tiện tay thấy cái chuông á, chọt vô luôn. Là thấy những video shop đăng liền à. Những cái video mà shop đăng là anh em thấy liền à. Rồi, thank you anh em đã đăng ký ha. Chúc anh em luôn luôn ấm áp. Bye bye anh em.